Xưởng sản xuất lo tép chống cháy 100%, địa chỉ là Phạc Ngân Sơn, Bắc Cạn. Xưởng lo tép Facebook lo tép thông minh. Giới thiệu anh em cặp tép 1 triệu, khung gỗ đời mới. Loại này có hai cấp độ. Chữ tép, tép. Đây là loạt tép trang bị chống cháy đẳng cấp nhất Việt Nam. Đây là củ 350 500 xịn. Khung gỗ đời mới nhá, phễu 12 x 12, chiều cao 16 phân. Loại này dùng cho các loại cục đẩy, âm ly. Công suất từ 2 sò, 40 sò, 60 sò đều dùng tổng hợp. Dùng cho các loại bát từ bát 20 đến bát 50 đều ok. Dây dài 1 mét rồi. Về anh em đấu và đít loa, đít âm ly, đi cục đẩy là ok. Áp dụng cho các loại bát từ bát 20 đến bát 50. 1 triệu một đôi nhá. Chiều tép tép. Hai chế độ dày mỏng khác nhau. Đây là của 350 500 xịn, khung gỗ đời mới nhất hiện nay. Được đẹp luôn nhá. Đây là tép chống lì dàn. Anh em mà hay bị cháy tép, xịt tép thì liên hệ với chúng tôi. Thì đây là tép chống cháy tốt nhất thị trường hiện nay, chứ không phải tép tụ cản treo lùng lẳng đâu các bạn nhá. Đây mới gọi là đẳng cấp chống cháy. Xưởng lá tép chúng tôi ship hàng toàn quốc, hàng bảo hành 1 năm. Anh em về được kiểm thử ok thanh toán. Ok nha, 1 triệu một đôi.